Chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên đề với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự phản ánh các hoạt động trong tháng của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh. Phóng sự thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ nơi biên giới. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Vừa qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Đại tá Đàm Quang Ngoạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Đoàn Giang An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Theo đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã công bố và trao các quyết định gồm: trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nghỉ chờ hưu đối với hai đồng chí, quyết định điều động chuyển dùng công tác đối với hai đồng chí, quyết định điều động bổ nhiệm đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là 9 đồng chí, đồng thời trao quyết định điều động đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là 4 đồng chí. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, việc điều động bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đối với công tác cán bộ, ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện học tập và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí nhận quyết định chờ nghỉ hưu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cũng trong dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho đồng chí Nguyễn Trọng Sáu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Những năm qua, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp trong quản lý, duy trì hoạt động công tác cửa khẩu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Do đặc thù công việc, hàng ngày cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu phải tiếp xúc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho hàng trăm, hàng nghìn du khách và nhân dân, trong đó có nhiều du khách là người nước ngoài. Vì vậy, Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp luôn chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm soát tại cửa khẩu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các hiệp định có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu và đối ngoại. Ngoài việc có tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ làm công tác thủ tục tại cửa khẩu phải nắm rõ và thực hiện tốt các nội quy quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về cửa khẩu, tránh tình trạng thực hiện nhiệm vụ sai quy trình, sai nguyên tắc, làm ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ luôn chú trọng việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chiến sĩ, bảo đảm số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập khẩu tại cửa khẩu trong tình hình mới. Bản thân tôi là cá nhân cũng cảm ơn các cán bộ chiến sĩ ở trạm cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi làm ăn thuận tiện, hàng hóa được qua lại suôn sẻ. Tôi đến biên giới, tôi gặp biên phòng Việt Nam, tôi thấy lực lượng biên phòng rất niềm nở, thân thiện. Khi tôi qua lại biên giới, đều hướng dẫn tôi đóng dấu hộ chiếu xuất nhập cảnh, rất tận tình, giống như thành viên trong một gia đình. Tôi qua lại biên giới rất thuận lợi, biên phòng Việt Nam đều thương mến tôi. Tôi là người dân biên giới đối diện, hàng ngày thường qua lại, xin vô thăm thân, mua bán, khám bệnh, được các anh bộ đội biên phòng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi qua lại. Các anh ở đây rất dễ thương và gần gũi, thân thiện. Tôi xin cảm ơn các anh biên phòng. Thực tế, cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu là người đầu tiên du khách tiếp xúc khi đến Việt Nam. Vì vậy, mỗi người phải luôn giữ thái độ hòa nhã, mến khách, giải quyết nhanh, hiệu quả, thủ tục hành chính, tạo ấn tượng tốt đẹp. Khi thấy du khách xếp hàng chưa đúng luồng, cán bộ chiến sĩ biên phòng hướng dẫn giải thích cho họ hiểu, giúp khách không mất thời gian. Nhất là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, luôn chủ động giải thích cho hành khách. Ưu tiên giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh trước đối với trẻ em, người cao tuổi, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ biên phòng giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, hết mình vì công việc, hòa đồng trong cuộc sống. Ý thức rõ điều đó, trong thực thi nhiệm vụ, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp luôn niềm nở, tận tình, chu đáo và đảm bảo chính xác. Do đặc thù công việc của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế
và thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, đặc biệt là người nước ngoài, thì đòi hỏi bản thân tôi luôn phải rèn luyện xây dựng tác phong chuẩn mực của người quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Khi tiếp xúc với nhân dân luôn giữ thái độ hòa nhã, giải quyết thủ tục nhanh chóng chính xác, không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân, từ đó tạo được một cái ấn tượng về người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Đối với hành khách khi đi cũng lưu ý mà khi đến cũng vui vẻ hài lòng. Qua cái công tác kiểm tra giám sát cũng như nắm cái tình hình các cái chủ doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu, được các chủ doanh nghiệp là đánh giá cao, lực lượng biên phòng tại cửa khẩu là một bệnh viện đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục các cái chủ doanh nghiệp cũng như cái người dân qua lại biên giới chấp hành nghiêm cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước giữa Việt Nam cũng như Campuchia, cũng như quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người phương tiện. Từ đầu năm đến nay, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã làm thủ tục cho hơn 25.000 lượt hành khách xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu và trên 28.000 lượt hành khách xuất nhập cảnh dùng biên giới, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch, đơn giản, loại bỏ được những thủ tục rườm rà, chồng chéo và giảm các loại giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục biên phòng cho mọi người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, qua đó tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ biên phòng cửa khẩu kiểu mẫu, giữ vững hình ảnh ấn tượng bộ đội biên phòng trong lòng du khách và nhân dân qua lại cửa khẩu. Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 10 năm qua, đều đặn mỗi buổi tối, những người thầy giáo quân hàm xanh vẫn cần mẫn gieo từng con chữ trên vùng biên tại lớp học tình thương dành cho các trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Tiên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Bằng tình cảm, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình, những người thầy giáo quân hàm xanh đã góp phần gieo con chữ, mở ra một tương lai mới cho các em, thay đổi cuộc sống tốt hơn trong vòng lẫn quẩn của cái nghèo, cái khó bấy lâu nay. Trong chuyên đề Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự người thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ nơi biên giới. Có mặt tại xã Tuân Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vào một ngày đầu tháng 11. Chúng tôi được thầy giáo Nguyễn Đình Thông, là cán bộ đồn biên phòng Tuân Bình, bộ đội biên phòng tỉnh Long An, giới thiệu về lớp học tình thương do đơn vị đang trực tiếp phụ trách đứng lớp giảng dạy. Hơn 10 năm qua, đều đặn từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày, tiếng EA tập đọc của các em nhỏ tại đây là vang lên. Nhìn những gương mặt rám nắng đen nhẽm của các em, có thể thấy rõ một phần sự khó khăn từ cuộc sống mưu sinh. Đa số các em tại lớp học tình thương đều là con em của các gia đình gốc Việt, di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống. Không giấy tờ, không nhà cửa ruộng vườn, không nghề nghiệp ổn định và đa phần các con em đều không biết chữ. Thấu hiểu được hoàn cảnh các em, đồn biên phòng Tuân Bình đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương thành lập lớp học tình thương như ngày hôm nay. Và từ đây, những người thầy giáo quân hàm xanh nơi đây đã bán chuyên với công việc gieo con chữ trên vùng biên giới còn nhiều khó khăn này. Để tranh thủ tối đa thời gian, giúp các em theo kịp chương trình như các bạn học trường chính quy, các chiến sĩ đứng lớp tất cả các buổi tối trong tuần. Học sinh được chia lớp theo trình độ để thầy giáo có thể kèm cặp cho từng em. Hiện tại, đơn vị phân công 3 chiến sĩ và 1 cán bộ trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho 31 em học sinh. Các em được phân chia theo 2 phòng học khác nhau. Phòng 1 dạy riêng cho các em theo chương trình lớp 1. Phòng 2 dạy chung tất cả các em theo chương trình kiến thức từ lớp 2 đến lớp 5. Được sự quan tâm tin tưởng của các ủy chỉ huy đơn vị giao cho tôi nhiệm vụ đứng giảng dạy bên lớp học tình thương. Trên cương vị là một thầy giáo quân hàm xanh, tôi sẽ cố gắng tiếp thu những kiến thức mới, trao dồi những kiến thức mà tôi đã được học để giảng dạy cho các em được tiếp thu nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Đến giờ phút này, các em đã được biết chữ, biết viết. Các lớp lớn hơn thì sẽ biết học được những cái tính cộng, nhân, chia. Là cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý lớp học tình thương và cũng là thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp giảng dạy con chữ cho các em lâu năm hơn so với các thầy giáo khác, đại úy Nguyễn Đình Thông, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Tuân Bình chia sẻ.
cái việc tham gia giảng dạy không còn chỉ là nhiệm vụ mà trở thành tâm tư, tình cảm, quá trình là trách nhiệm của người lính quân hàm xanh. Cái quá trình tham gia giảng dạy các em thì việc khó khăn nhất là việc vận động gia đình các em cho các em được đến lớp. Có những hôm thì lớp học thì học sinh đi học không nhiều, thì bản thân cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải trực tiếp tuyên truyền vận động các hộ gia đình cho con em được đến lớp. Thậm chí có những hôm trời mưa gió thì bản thân cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng phải chờ các em đến tận lớp. Thì bản thân cũng mong muốn làm sao có thể dạy các em, làm sao các em được biết đọc, biết viết, biết những cái kỹ năng cơ bản trong cuộc sống để sau này có thể hòa nhập được cộng đồng, có thể sinh sống, có công ăn việc làm ổn định. Em Võ Thị My năm nay đã 10 tuổi. Nếu theo như số tuổi, em đã học lớp 4 tại trường chính quy, nhưng hiện em đang theo học kiến thức lớp 1. Ở em có một sự ham học đặc biệt. Nhà ở xa điểm trường, mỗi tối phải đi bộ đến lớp học cả khi trời mưa gió. Nhưng em vẫn đến lớp đều đặn hàng ngày. Những lúc không đến kịp được lớp, sáng hôm sau em đã đến đồn của các thầy từ rất sớm, nhờ thầy hướng dẫn lại bài hôm qua còn dang dở. Con tên Võ Thị My, con học sinh lớp 1, con từ Campuchia về. Được mấy chú bộ đội dạy viết chữ, con cảm ơn mấy chú bộ đội. Ước mơ của con là được làm công nhân để phụ giúp cha mẹ. Gia đình chị Ngô Thị Ánh có hai con là em Nguyễn Văn Tư và em Nguyễn Văn Sáng, hiện đang theo học tại lớp học tình thương. Hàng ngày cả hai vợ chồng chị đi cắt lục bình, gian các sông ngòi kênh rạch để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi gia đình. Với chị, các con được đi học để biết cái chữ là niềm mơ ước. Gia đình không có khả năng cho con đi học trường lớp này kia nữa đàng hoàng, thì cũng nhờ mấy anh ở đồn phòng với dạy cho mấy đứa được biết chữ. Rồi sáng nay cũng cảm ơn mấy anh ở đồn phòng đó có lòng dạy cho mấy đứa nó cũng biết chữ này kia nữa, em cũng cảm ơn nhiều. Đồng hành cùng sự khó khăn giữa các gia đình, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã hỗ trợ nơi ở cho các hộ gia đình người Việt di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam tại khu dân cư ấp 2 xã Chính Bình, huyện Chính Hưng. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tích cực vận động các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng các quỹ để hỗ trợ quần áo, sách vở, bánh kẹo cho các cháu trong lớp học tình thương. Con đi học ở lớp học tình thương với các thầy đồn biên phòng Tân Bình. Con đã được các thầy dạy đọc, dạy viết để biết chữ. Con cảm ơn các thầy. Trước cái tình hình dân di cư từ Campuchia trở về Việt Nam trên địa bàn với số lượng hàng năm khá đông, trong cái điều kiện không nơi ăn ở, sinh hoạt, không có ruộng đất để canh tác để ổn định cuộc sống, đặc biệt là số con em kiều bào trở về nước là không biết chữ với số lượng rất đông. Trước cái tình hình trên thì cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo nơi ăn ở sinh hoạt cho bà con. Bên cạnh đó, đồn biên phòng Tuyên Bình phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và ngành giáo dục để tuyên truyền vận động các cháu đến lớp trong cái điều kiện các em không biết viết, biết đọc. Cho đến nay, khi các em tốt nghiệp ra trường thì đều biết đọc, biết viết, biết tính toán, đã tìm kiếm được việc làm và cơ bản là có cuộc sống ổn định. Đối với đơn vị tuyển chọn những đồng chí thầy giáo mang quân hàm xanh có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức với tinh thần trách nhiệm rất cao, việc làm trên có ý nghĩa rất là cao cả, nhân văn, góp phần đẩy mạnh các cái chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc trong khu vực biên giới. Trải qua hơn 10 năm dạy và học của thầy và trò tại lớp học tình thương đầy ý nghĩa này, đến nay hàng trăm em học sinh trải qua lớp học đặc biệt này đã biết đọc, biết viết rành mạch. Những người lính biên phòng nơi đây vẫn cần mẫn trách nhiệm thực hiện gieo con chữ đến với các em, giúp các em không có điều kiện đến trường được xóa mù chữ, biết đọc, biết viết, biết làm toán, giúp các em có một cuộc sống tươi sáng hơn sau này. Có em đã tiếp tục đến học tại các trường chính quy, vì điều kiện gia đình có phần được cải thiện hơn trước.
bớt khó khăn hơn lúc đầu khi về đây định cư. Và quan trọng cũng từ sự nhận thức rõ việc học chữ quan trọng như thế nào trong cuộc sống để thoát khỏi cái nghèo khó bủa vây. Kết quả này là một món quà đầy ý nghĩa và thật sự vô giá đối với những người thầy giáo mang quân hàm xanh. Những người vẫn hàng ngày cần mẫn gieo từng con chữ vào trang vở của các em học sinh nghèo nơi đây. Đó là tình cảm, là tinh thần trách nhiệm của người lính biên phòng đối với bà con nhân dân biên giới, góp phần gắn kết hơn nữa tình cảm quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng đàn em thơ, anh xinh đẹp bao ước mơ. Thưa quý vị và các đồng chí, quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.